có thể thu hẹp dần vùng phong tỏa tại quận Gò Vấp. Theo Phó Chủ tịch Dương Anh Đức, kiểm soát dịch ở Gò Vấp biến chuyển khả quan nên có thể thu hẹp vùng phong tỏa, cách ly, song phải siết chặt nơi nguy cơ cao. Ý kiến trên được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nói tại buổi làm việc về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn quận Gò Vấp sáng ngày 13 tháng 6. Cuộc họp diễn ra sau 14 ngày, địa phương này thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Lãnh đạo thành phố cho biết, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng mai. Và cơ bản, thành phố sẽ nới bớt các biện pháp không quá cần thiết để cuộc sống người dân trở lại bình thường, nhưng tinh thần sẽ không thay đổi nhiều. Đây cũng là phương châm chống dịch của Việt Nam, ban đầu phong tỏa trên diện rộng, sau thu hẹp lại có trọng tâm, trọng điểm, vì nguồn lực chúng ta có hạn, khó dàn trải lâu. Ông Đức nói và cho biết dù làm tốt, nhưng số ca dương tính ở quận có những ngày nhảy vọt, do đó quận phải duy trì biện pháp kiểm soát chặt chẽ để không lãng phí công sức đã làm trong 2 tuần qua. Quận không chủ quan vì những ngày cuối rất nguy hiểm, có những phường 7 ngày qua không phát sinh ca mới hoặc thêm 1 ca, nhưng có vùng vẫn thêm 5-7 ca thì tình hình kiểm soát phải khác nhau. Ông Đức nói và đề nghị quận Gò Vấp hôm nay ra soát lần nữa tình hình dịch tại 16 phường. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ bản đồng tình báo cáo của quận Gò Vấp. Theo đó, từ ngày 25 đến 30 tháng 5, Gò Vấp phát hiện 47 ca, nhưng khi giãn cách theo chỉ thị 16, 13 ngày qua chỉ ghi nhận 69 ca với 50% trong cộng đồng, còn lại tại các khu cách ly nguy cơ thấp. 5 ngày gần đây, địa phương chỉ ghi nhận 2-3 ca mỗi ngày, thậm chí không có ca trong cộng đồng. Có những nơi nguy cơ cao trước đây như phường 3, 15 đã không ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng, các phường còn lại chỉ ghi nhận 1 ca trong cộng đồng. Ông Hưng nói và cho rằng cơ bản bước đầu Gò Vấp đã kiểm soát được dịch nên có thể nới lỏng một số hoạt động ở quận. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Y tế thành phố đề nghị quận không chủ quan, lơ là, phải tiếp tục điều tra truy vết, khoanh vùng triệt để hơn nữa. Đề nghị người dân khai báo y tế đầy đủ giúp sàng lọc nhanh và giám sát chặt các trường hợp khám sàng lọc tại cơ sở y tế khi có ca kiểm soát và thông tin sớm dập dịch nhanh. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp Đỗ Anh Khang cho biết, tính đến chiều ngày 12 tháng 6, quận Gò Vấp ghi nhận 124 ca nhiễm, 663 ca F1 đang cách ly tập trung, 2.686 trường hợp cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú, 31 điểm phong tỏa tại 12 trên 16 phường và đã lấy 184.771 mẫu xét nghiệm. Theo ông Khang, dịch bùng phát mạnh trong những ngày đầu, cao điểm ghi nhận 10 ca bệnh một ngày ở cộng đồng, nhưng nhờ biện pháp phòng chống quyết liệt, sau 13 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, phần lớn ca bệnh mới phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa. Và điều này cho thấy các chuỗi lây nhiễm liên quan điểm nhóm hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã được kiểm soát. Ông Khang nói, sau 13 ngày giãn cách, tình hình trên địa bàn có biến chuyển tốt, số ca nhiễm giảm, các chốt kiểm soát ổn định do người dân hạn chế ra đường, nguồn hàng ở các siêu thị, chợ và cửa hàng tiện lợi trên địa bàn dồi dào đủ khả năng cung ứng cho người dân. Từ đó, Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố dừng thực hiện chỉ thị 16 hoặc theo dõi tiếp tình hình dịch trên địa bàn quận và thành phố hết 15 ngày giãn cách rồi quyết định. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.